xin giới thiệu với các anh một phiên bản bật lửa được mang một cái bức tranh mã đào thành công một cái bức tranh mang lại cái may mắn trong phong thủy hãng bật lửa này là của GF và cái cơ chế đánh đợi đánh lửa của nó là bán tự động đó sử dụng xăng đá bấc của Zippo thì rất là dễ sử dụng châm xăng và thay đá thì ở dưới mục đáy này nút to to này là chúng ta vặn ra để thay đá nút nhỏ này là để châm xăng đó. đánh lửa thì chúng ta sẽ bấm nhẹ đây này đó lửa nó sẽ lên À, có buông trình gió cho nên là đi uh, gió rất là ok nhé đánh lửa này rất là nhẹ không đau tay nhé nhiều anh uh, sử dụng uh, cái zippo hoặc là cái zoro ấy chúng ta đánh vào cái bánh đá thì nó bị đau tay vì cái đá cái cái bánh xe của nó rất là sắc còn cái này thì đây nó thiết kế rất là vừa tay này, tầm nhẹ này là đá bánh xe của nó ở trong đây nó tự động chạy và đánh lửa nó sẽ tự động lên hệ thống chụp bấc thì rất là kín xăng à, một lần trong xăng thì các anh có thể sử dụng được tầm một tuần một tuần nhé. Nếu một ngày các anh hút một bao thuốc. Rất là bền. À, bảo hành cho các anh là 12 tháng và giá của chiếc này là 330 000 À một cái bức tranh rất là đẹp, một cái chiếc bật lửa rất là hoàn hảo. Các anh muốn sở hữu thì hãy để lại số điện thoại bằng cách bình luận xuống phía dưới video này nhé. Em xin chân thành cảm ơn.